hay quá ta. Fan. Tụi tôi production. Shout out tới anh Lâm Tuấn Huy và anh C của em yêu các anh. Anh Jay nữa. Em biết như là yêu KK rồi. Tiên à, tất cả chỉ là giả gió hay thôi. Phan Trung Anh, is that you? Chứ anh bảy là thiệt à. Biết đi COD là gì không? Đi công đẻ đất cung. Đi coi ông đẻ sao? Nghe đồn mà mấy anh em tụi tôi rồi mới update được của máy mới lên mới cái kiểu hóa ra là cái này lấy ra xài lương sao, chất lượng hình ảnh là khác biệt thưa các anh. Ôi kỷ niệm của vào mùa xuân ôn với anh có hôn, yeah. Trong cái ôm em đưa đôi môi anh trao cái hôn, yeah. Con tim phát ngôn anh không phát ngôn âm em má dâu, yeah. Đôi tay cách xa chỉ nghe tiếng em vòng qua cái iPhone, yeah, yeah. Giọng em đềm về và đôi tay em ngày nào đêm ngồi nhìn phố xa bên thềm. Giọng em đềm về và đôi tay em giọng em đềm. Vì vậy anh cất ngang cho tương lai anh bất thang. Buồn anh đắt hàng để trên cổ tay là lắc vàng. Hất tan những vật cản nó đang muốn làm anh bất mãn. Nhưng mùa mất màng anh đâu muốn mất màng, yeah. Ngồi xuống đây rồi uống say ôm guitar ra đàn. Em màng anh đâu muốn mất. Xin lỗi anh em, con này con bún nè. Con này là anh C D.O.B nuôi lâu lắm rồi. Con này nhìn cái mắt nó như mắt người á. Nhìn mắt nó rất là emotional luôn á. Con này cũng là thanh niên sống lâu năm phết rồi đấy. Ước mang giờ ngồi xuống đây rồi uống say ôm guitar ra đàn. Em hướng đông hay hướng tây để anh hỏi la bàn. Bác sư hôm thảo mang tiếng vang cho cả làng. Xóa đi vài trang báo lời đặt đèn anh trải mang, yeah. Em là thiên thần khiến anh xa ngã, yeah. Anh muốn đưa nàng trốn khỏi radar, yeah. Chào nhau kim loại hai tư cài ra, yeah. Sau đó mua nhà riêng cho ba má. Kỷ niệm gồm với anh có hôn, yeah. Trong cái ôm em đưa đôi môi anh trao cái hôn, yeah. Con tim phát ngôn anh không phát ngôn nó mềm má dâu, yeah. Đôi tay cách xa chỉ nghe tiếng em vòng qua cái iPhone, yeah, yeah. Giọng em đềm về và đôi tay em ngày nào đêm ngồi nhìn phố xa bên thềm. Giọng em đềm về và đôi tay em có lúc làm nhau đâu anh đâu có cố ý chi, anh thấy cách dừng hồ khi cảm xúc sôi lên trái tim. Tụi nó nói xấu vậy nó có ý chi, hey the sorry anh đang thành holy me. Chơi mà lấy đi con tim em lấy đi, chơi mà lấy đi con tim em lấy đi, yeah. Ở trên rap việc vài câu đã khiến em crazy, yeah. Em đưa anh xuống lên như từng nhịp anh đang mê lâu đi. Trong mắt nhau còn điều gì em vẫn che giấu chi, chẳng cần nói đâu con tim anh sẽ thấu, yeah. Nhét thêm lời bia đặt câu kề xấu. Kỷ niệm gồm vào mùa xuân còn với anh có hôn, yeah. Trong cái ôm em đưa đôi môi anh trao cái hôn, yeah. Má, anh bảy cầm AK sao? Quay mấy anh em súng này là súng mô hình đúng không? Nhưng mà mình quay mấy cái này lên MV có làm sao không các anh? Mình nhìn thấy em cái nó ghê ghê như nào. Con tim phát ngôn anh không phát ngôn âm em má dâu, yeah. Đôi tay cách xa chỉ nghe tiếng em vòng qua cái iPhone, yeah, yeah. Mấy cái này kiểu mẹ có mà đang ngủ có quả ông đến thu tiền điện bị like á, hiểu không? Giọng em đềm về và đôi tay em. Bố mày đóng vào cái đầu mày. Em ngày nào đêm ngồi nhìn phố xa bên thềm. Giọng em đềm về và đôi tay em. Giọng em đềm. Đây là M4 à, yeah. Thông cảm không có gành xuống. Yeah, không có gành, yeah, yeah. Kém hiểu biết nhận luôn. Anh vậy quả nhảy này là hơi bị hơi bị bảy ơi.
Anh Bảy ơi, anh Bảy nhảy như này chết người rồi, anh Bảy ơi. Anh Bảy nhảy như này là anh Bảy chết người rồi đấy anh Bảy ơi. Chết anh ơi, chết anh ơi. Quả lại chạy giống phải không? Chết người rồi anh Bảy ơi. Anh Bảy nhảy như này chết rồi. Đây này. Về mình có một cái sao mà đó đây mà nó sẽ có quả lại chạy này. Như lột. Vậy tí mình sẽ đá quả credit MV xem mà quả biên đạo rồi có vẻ Trần Văn Lai Minh không? Mới ngủ dậy có xịt chim coi rồi đấy, tao còn chưa ăn trưa mày mới ngủ dậy mà nó có xịt chim coi rồi, sống hưởng đấy. Bài này đầu tiên là mình sẽ nhận xét về quả bài nhạc trước. Bài nhạc cuốn từ đầu chí cuối, cá nhân tôi thấy là cuốn vãi liền. Nghe là nó cũng mẹo quốc tế quốc tủng, mặc dù là dùng tiếng Việt nhiều. Rất là ra màu của anh Sơn 7, có một vài những cái line nó được lấy lại từ rap Việt, một vài line thôi và được có chuyển đổi một chút. Cái đấy tôi nghĩ là một cách hay, nó cũng khiến cho người ta kiểu cảm thấy dễ liên tưởng hơn. Nhớ là với một cái chương trình như kiểu rap Việt thì hợp lý. Bài này trôi thì xui, từ đầu dưới cuối rất cuốn. Cũng vẽ liền. Cái type beat này là như type beat này là của Gunner nhỉ, đúng không? Tôi thì không có hay nghe nước ngoài quá nhiều, tôi nghe một vài người mà tôi thích thôi, tôi không có nghe một cách đa dạng lắm. Thì về phần nhạc nó là như thế. Về phần nhạc thì rõ ràng là mấy quả này là sở trường của anh Bảy rồi. Và kiểu nhạc này mình chủ yếu nghe để vibing thôi, cho nên là nếu mà đi mà phân tích lyric thì nó bị buồn cười. Tôi chỉ nghe ở khía cạnh là ok, vibing, tôi enjoy. Có quả thì cũng chính vì nó là vibing, cho nên là phần này nó đến với cái phần tiếp theo là phần MV. MV quay đẹp, MV phải nói là quay rất đẹp. Tuy nhiên có một cái chỗ mà tôi thấy nó hơi tôi hơi băn khoăn chút á, là mấy cái cảnh mà súng súng rồi này kia, tôi không biết là nó có bị cái gì không. Nhưng mà nếu như mà mình muốn làm theo cái kiểu rap của bên Mỹ á, thì tôi thấy là cái đấy làm thì cũng có vẻ cũng hợp lý. Nhưng mà mình nhìn anh Bảy có vẻ hiền quá mọi người, cho nên là mình thấy anh Bảy cầm cái súng mình thấy nó cũng không, nó cũng không, tức là mình cũng không có tin là anh Bảy sẽ kiểu mà bố mày bắn vỡ đầu mày, kiểu là anh Bảy kiểu là trong mắt tôi là sẽ là một người kiểu thôi ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh mình nói chuyện kiểu vậy. Cho nên là cá nhân tôi khi xem quả MV này, tôi nhìn quả anh Bảy cầm cái súng mà tôi thấy không quen cho lắm. Lại quả đoạn để xem phần biên đạo có quả Minh Lai không. Phần biên đạo là không có quả Minh Lai. Đây, Kisidon Nguyễn, một người anh, hai người anh. Đỉnh. Đây. Quả biên đạo thì nó đây, bây giờ tôi mở quả nhạc. Bài lay đi công ty em lay đi, yeah. Ở trên rap việc vài câu đã khiến em crazy, yeah. Em đưa anh xuống lên như từng người anh đang mê lâu đi. Trong mắt nhau còn điều gì em vẫn che giấu chi. Chẳng cần nói đâu con tim anh sẽ thấu, yeah. Đừng nhét thêm lời bia đặt của kẻ xấu. Kỷ niệm con vào ngồi xuống ôn với hàng cô hầu, yeah. Trong cái ôm em đưa đôi môi anh trao cái hôn, yeah. Con tim phát nôn anh không phát nôn âm in ma dâu, yeah. Đôi tay cách xa chỉ nghe tiếng em vòng qua cái iPhone, yeah, yeah. Sắp mềm mềm đềm, yeah, và đôi tay em mềm. Ngày nào đêm đêm ngồi nhìn phút xa bên thầm. Sắp mềm mềm đềm, yeah, và đôi tay em mềm. Sắp mềm mềm đềm, yeah, 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 yeah. Hello, hello. Chúng là xe vui vẻ rồi. Xe nào ta.
con à. Fan. Bây giờ tôi là fan.